Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay em có một cái đơn hàng nha. Và cái đơn hàng này được đặt từ Shopee. Đây chính là cái sản phẩm nè, mọi người cùng xem ha. Cặp loa xe ô tô mini 12V 120W nha. Dùng để chúng ta là nâng cấp cái âm thanh trong không gian xe của chúng ta. Bây giờ em sẽ tiến hành khui sản phẩm ra. Đây chính là cái hộp sản phẩm đây. Mọi người cùng thấy nè. Cái mã là MA260 120W nha. Đây là cái thông tin nè. Đây chính là bên trong sản phẩm đây. Sản phẩm được bọc trong hai cái túi ni lông ha, chống trầy. Ở phía bên dưới á, thì mọi người thấy nè, nó sẽ có vít và băng keo hai mặt, đồng thời là nó một cái nắp chụp ốp nha. Cái chụp này dùng để chúng ta là chụp nổi bên ngoài xe. Còn cái chụp mà có cái viền rộng như thế này để chúng ta là chụp âm ha. Chúng ta thiết kế chụp âm trên những cái táp lô nhựa. Đi kèm với cái loa này thì có hàng sẵn một cái đoạn dây nè. Và cái vị trí này chính là cái tụ ha. Cái tụ này để lọc cái âm trep. Vì loa này là loa trep mà, lọc cái tần số cao. Chúng ta chỉ việc đấu nối vào cái đầu đin trong ô tô là chúng ta nghe thôi. Đây, sau khi em tháo ra thì mọi người cùng xem cái tủ cụ từ của cái loa này nha. Cũng khá là to đó. Vì theo thiết kế nó là chịu đựng đến 120W, thì cho nên cụ từ thế này cũng tạm được. Cách lắp thì rất đơn giản ha. Nếu chúng ta lắp nổi thì chúng ta vặn cái con vít này vào trong cái táp lô của xe. Rồi sau đó chúng ta chụp cái vòng ốp nhựa này lại là xong. Ở cái dây này thì chúng ta sẽ kết nối vào trong cái đầu DIN hoặc cái đầu DVD trong ô tô á. Ở đây nó có cái mạch phân tầng sẵn ha. Phân tầng này khá đơn giản, sử dụng bằng tụ thôi nha. Ở cái phần đen đen này nè. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt sản phẩm vào trong xe. Mọi người để ý cái dây loa nè, nó có hai sợi nha, một sợi có sọc đen và một sợi màu trắng nha. Một sợi sọc đen thì nó tương ứng với cái màu là dây điện âm á. Sau khi chúng ta nối dây xong thì chúng ta vặn cái con vít này vào trong cái táp lô ha. Ở đây là em tiến hành lắp đặt nổi. Thì nó sẽ như này ha. Con ốc nó sẽ được lắp vào đây. Cái dây thì chúng ta kết nối ở phía sau này rồi. Chúng ta có thể là gỡ cái ốp của cái trụ A này ra nha, để chúng ta che cái dây điện lại. Sau khi lắp vít xong thì chúng ta đưa cái loa vào ha. Nó sẽ nằm như vậy. Rồi chúng ta sẽ gắn cái ốp lại. Rồi, mọi người cùng nhìn xem sản phẩm nè. Sau khi em gắn hoàn thiện ha, ở cái vị trí trụ A bên này, phía bên tài ha, thì gắn xong đó, nó sẽ rất là chắc chắn nè. Như vậy sẽ giúp cải thiện cái âm thanh ha. Khi chúng ta chạy xe, cái âm thanh này nó sẽ được trực tiếp giúp chúng ta nghe nhạc nó được rõ hơn, chi tiết hơn và tách bạch hơn. Và lưu ý cái link mua hàng em có để dưới cái phần mô tả video ha. Mọi người ấn vào đặt hàng, shipper sẽ giao đến tận nhà cho mình. Sau khi lắp vào thì nó rất đẹp ha, rất là gọn gàng. Em vừa thử một khúc nhạc cho mọi người cùng nghe nha. Vì vấn đề bản quyền em không thể bắt lâu được. Mọi người có thể là tự mua về lắp và test thử trên xe của mình nha. Đăng ký kênh em nếu video hữu ích. Còn một cái còn lại em sẽ lắp lên phía bên phụ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Âm thanh cải thiện được đáng kể. Link mua hàng em để dưới phần mô tả video. Mọi người ấn vào đặt hàng, shipper giao đến tận nhà cho mình. Nếu video này hữu ích, đừng quên cho kênh em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video chia sẻ lần sau.